nên là ghe thúng rồi bự lắm á, đâu có nhỏ đâu. Ủa là đi đi bằng cái này ra Bắc á anh? Dạ đúng rồi anh. Đi bao lâu anh? Dạ đi 3 tiếng mấy anh. À. Đi lúc 2 giữ á. À. Cái giờ này bây giờ chạy vô nè. 2 giữ giờ này cũng mấy 3 tiếng mấy 4 tiếng á chứ. Trời. Cũng được khá ha. Dạ. Đi ra nhúng nước để cho nó. Đó. Ra nhúng nước để cho nó sống. Khang ơi, đi qua đây nè con, đi qua đây nè Khang. Khang, dép đâu? Dép đâu? Mẹ gầm ơi. Ờ, trời ơi, đi tắm biển mà lỡ xuống nước ướt thì sao con? Hả? À? Đứng thẳng lên coi. Đây, biển Phước Hải nè bà con ơi. Biển Phước Hải nè. Nè ghe. Đâu đó. Từ từ để chú kiếp chưa? Xuống này nè, xuống chỗ này nè. Chỗ này đâu nè. Rồi đây dép của Khang đâu mất rồi.